Rồi hello nha anh em. Lắp lên cho anh em tham khảo FI 208 anh em ơi. Để coi 208 207 không nha. À 207 nha, 207 á. Như lại con này dòng FI đại đầu luôn ha. Còn này bạc sơn zin nó còn lì nhìn đã lắm nha anh em. Máy nổ im ru à. Con này hồi nãy trên livestream Facebook đó. Phép nói giảm 3 triệu là 42 ha. Cũng quay lại cho anh em review lại cho anh em tham khảo ha. Lớp máy lớp sơn zin còn nhìn đã lắm nha anh em ha. Đúng chất sơn zin nè. Nó mòn xíu nè. Chứ không có nổ ha. Nhìn đẹp á, cơ bản nhìn đẹp. Là thắng rồi, nhìn còn ngon lành ha. Xe này nói chung là nó được cái chắc zin. À, máy nổ anh em nha. Kim du ha. Có tiếng gì ngoài tiếng bét bơm ha. Mâm nút gùi đầy đủ. Đầu nồi zin. Nhưng có đụng chạm gì nha. Bao lên đi. Anh em đam mê cái dòng khu chờ FI nữa ha. Con này như là hồ sơ có rồi luôn á nha nè. Hồ sơ có sẵn luôn. Về cái là chỉ việc cái là nhập vô, bấm số thôi. Một người chắc có xử lý quá. Cơ bản là sạch sẽ ha. Xử lý hại zin không biết đấy, cái dẫn cậu nổ đây. Giá cũ nè. Con này máy thì tiếng chắc quá nè. Về cái nào cũng dĩ làm bật giặt phải xài. Anh em quan tâm thì chiếc cái điện thoại nha. Máy để mát lên cắt chuẩn luôn. Như chỗ khác người ta sẽ tua lại như thế này. Đó, bây giờ anh em cứ nghi vấn như không cần biết ha. Trước mắt là người ta sẽ tua lại. Nhưng mà ở đây để em không có làm như thế này. Tua lại đồng hồ này anh em muốn tua phép tua cho anh em. Xị bạc này. Ha, 100.000 bạc. Số má là vô rất là ngọt nhẹ anh em ơi. Nhưng mà ở đây thì mình không có làm. Đó, dù anh em muốn mua anh em muốn cần phép làm luôn chứ. Tại vì mình thích trung thực. Quay vậy đó thì ai được thì mua ha. Chính người Mỹ. Nhiều khi anh em này chơi, anh em cắt khoái. Nhiều khi anh em cắt khoái, anh em này chơi. Nó không sao hết. Rồi ok, nói tóm là 42 triệu còn bớt nữa nha. Còn bớt tiếp cho anh em tiền ship, tiền gì đó cho anh em ở xa luôn. Đó, để cho nó đi cho nó lẹ nha. Chứ không có để hoài. Con này bao da rồi, tại thắng rồi còn hết trơn, đóng móc luôn. Máy nổ im ru anh em nghe tiếng máy. Để cho nó tắt cái bơm. Chuẩn máy lắm á nha anh em. Đó, xe anh em mua ở nơi khác khi mà nổ ra để hấp dẫn nghiêng, để nó gạt đi ha. Mua ở nơi khác chưa đảm bảo tiếng máy và tiếng máy này đâu nha anh em. Đó, anh em đi thì chỉ có tiếng bét thôi ha, không có tiếng gì phát ra từ động cơ hết. Còn đi chân luôn nha. Đó, anh em mà cần cứ liên hệ đi. À, ngoài ra bớt 45 bớt 42 rồi còn bớt nữa luôn nha. Đó. Rồi cảm ơn em.